Kính thưa quý thính giả, như đã loan báo, tác giả tập thơ Hoa Địa Ngục, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã qua đời vào sáng ngày 2 tháng 10 năm 2012 tại Nam California, hưởng thọ 73 tuổi. Sinh năm 1939 tại Hà Nội, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện được mọi người biết đến qua biệt danh Ngục Sĩ. Từ năm 1980, khi tập thơ của ông xuất hiện ở hải ngoại mang tựa đề Tiếng Vọng Từ Đáy Vực do Ủy ban Tranh Đấu Cho Tù Nhân Chính Trị tại Việt Nam xuất bản. Tập thơ của ông cũng đã được dịch giả Huỳnh Sang Thông dịch ra Anh ngữ với tên Flower Fountain, tức Hoa Địa Ngục. Tác phẩm này sau đó cũng được dịch ra nhiều thứ tiếng khác như Pháp, Đức, Hà Lan. Tập thơ thoát ra khỏi Việt Nam khi ông mang tay đột nhập vào được tòa đại sứ Anh tại Hà Nội vào tháng 7 năm 1979 và được giáo sư Patrick O'Neill thuộc Đại học London mang ra khỏi Việt Nam. Sau đó ông bị công an bắt lại ngay sau khi rời khỏi cổng tòa đại sứ Anh và bị giam giữ thêm gần 12 năm. Từ năm 1981, nhiều tổ chức nhân quyền trên thế giới đã phát động chiến dịch kêu gọi quốc tế can thiệp với Hà Nội để ông được tự do. Nhờ sự vận động lên tiếng của thế giới, ông được thả khỏi tù ngày 28 tháng 10 năm 1991. Đến năm 1995, nhờ sự can thiệp đặc biệt của quốc tế, ông đã được chế độ Hà Nội cho đi định cư tại Hoa Kỳ. Trong thời gian sống ở phần đất tự do, ông đã tiếp tục sinh hoạt đấu tranh cho tự do, dân chủ, cho đất nước Việt Nam. Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã được vinh danh với nhiều giải thưởng quốc tế cũng như của tổ chức trong cộng đồng người Việt. Năm 1985, ông được tặng thưởng Khiếm Diện giải thưởng thơ quốc tế tại Rotterdam. Năm 1995, ông được trao giải Văn học nghệ thuật Quốc Khánh Việt Nam. Sau khi ra hải ngoại, ông được Hội Nhà văn Quốc tế trao giải thưởng năm 1998. Từ Việt Nam, khi hay tin nhà thơ Nguyễn Chí Thiện qua đời, luật sư Nguyễn Văn Đài đã bày tỏ cảm xúc của mình như sau. Khi mà anh Dũng thông báo tôi tin nhà thơ Nguyễn Chí Thiện qua đời thì tôi thực sự rất là sốc và rất là buồn, bởi vì tôi chưa có cơ hội được gặp mà đến nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, nhưng mà những câu chuyện về ông ấy thì tôi được nghe rất là nhiều. Khi tôi ở trong tù thì ở trong tù cùng với tôi thì có anh Đào Kế, là cái người mà dẫn cái đoàn quân cuối cùng của cụ Hoàng Cơ Minh trở về Việt Nam, và sau đó thì anh bắt và bị xử phạt tù chung thân, sau đó thì được giảm xuống còn 20 năm. Thì tôi ở trong tù, tôi ở cùng với anh, ăn uống sinh hoạt chung với anh hơn một năm trời. Thì anh cũng có hỏi tôi là anh là người sinh ra Bắc, anh có biết nhà thơ Nguyễn Chí Thiện không? Thì tôi nói rằng là tôi không phải là người yêu thơ, cho nên là tôi rất ít tìm hiểu về những nhà thơ nổi tiếng. Thế thì tôi mới hỏi anh Đào Bắc Kế là anh nhà thơ Nguyễn Chí Thiện có những gì đặc biệt. Thì anh nghe kể cho tôi nghe những bài thơ như vậy. Bởi vì trong thời gian trong tù thì anh Đào Bắc Kế là cái người mà rất yêu văn chương, lịch sử, nên là anh thuộc rất nhiều các bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện. Thì anh ấy có kể là đầu tiên mà anh Đào Bắc Kế biết nhà thơ Nguyễn Thiện là cũng ở trong hoàn cảnh tù đầy ở trại giam B14 của trại giam tạm của Bộ Công an. Thì năm 89 anh bị giam giữ ở đó. Thì lúc thời kỳ mà anh Đào Bắc Kế ở bên Thái Lan để chém quân đó, thì những thời gian rảnh rỗi thì anh luôn lấy những bài thơ của Nguyễn Chí Thiện ra để đọc, và anh nhớ rất là nhiều. Thế khi bị giam giữ ở trại giam B14 thì hàng ngày anh đọc những bài của Nguyễn Chí Thiện để cho những người bạn tù khác cùng nghe. Thế thì không một hôm thì anh Kế nghe một cái tiếng quá rất là to, cả ai đọc bài thơ của tôi đấy? Thì Kế nói là tôi. Thế thì nhà thơ Nguyễn Chí Thiện ở ngay cái buồng giam bên cạnh mới hỏi là anh ai, tại sao anh biết đến bài thơ của tôi. Thế thì anh Đào Bắc Kế mới kể là tôi khi ở Thái Lan đó thì bài thơ của ông được xuất bản, được in thành sách rất là nhiều, cho nên là những thứ tôi thì tôi đọc. Thì anh Đào Bắc Kế đó rất rất ngạc nhiên và không nghĩ rằng là có thể gặp lại
nhà thơ Nguyễn Hữu Thiện ở trong cái hoàn cảnh rất đặc biệt, đó là ở trong nhà tù. Thì từ đó hai người thường trao đổi trò chuyện với nhau. Khi mà tôi được ở giam với nhà Bố Kế thì được nghe lại những câu chuyện, được anh những lúc rảnh rỗi thì anh cũng tập lại cho tôi nghe những bài thơ của nhà thơ Nguyễn Hữu Thiện. Và cái điều đó là cũng làm những năm tháng mà chúng tôi ở trong tù, những lúc khó khăn đang không phải nhờ những vần thơ mà nhà thơ Nguyễn Hữu Thiện đã từng trải qua. Những năm tháng mà nhà thơ đã trải qua cái ngục tù trước đây nó đau đớn, nó khổ cực, nó rất là dã man, rất là nhiều. Những cái gì mà chúng tôi cảnh ngày hôm nay thì nó cũng không thể nào mà bằng hay là so sánh với những gì mà những người đi trước đã phải trải qua những cái hoàn cảnh tù đầy như vậy. Cái đó là tôi rất là cảm động và rất là mong rằng có một cái dịp vào đó sẽ được gặp nhà thơ Nguyễn Hữu Thiện. Thì sau này thì anh Nguyễn Hữu Vinh vừa năm ngoái trong một chuyến đi sang Hoa Kỳ để thăm á, thì có gặp nhà thơ Nguyễn Hữu Thiện. Nhà thơ Nguyễn Hữu Thiện cũng biết về tôi và ông cũng có gửi cho tôi một món quà nhỏ nhỏ. Đó là những cái kỷ niệm, những cái ký ức của tôi rất là sâu đậm về nhà thơ Nguyễn Hữu Thiện. Mà ngày hôm nay thì nhà thơ Nguyễn Hữu Thiện đã không còn ở trên trần gian này nữa, bởi niềm tin của ông nơi Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Giờ này thì ông không còn phải chịu đau đớn, không còn phải chịu những cảnh bệnh tật hành hạ, không còn phải lo lắng về những cái chuyện ở trên trần gian này. Ông đã được trở về nơi thiên đàng vinh hiển, nơi đó của Chúa Giêsu đang bầu phủ ám ông và đang cho ông tận hưởng những gì mà ông chưa được tận hưởng ở trên trần gian này. Thì ông sẽ được Chúa bù đắp lại những năm tháng khổ cực của ông trong nhà tù, cũng như những ngày tháng trước khi về trần gian này ông đã phải chịu cảnh bệnh tật. Giờ này chúng ta tin tưởng rằng là nhà thơ Nguyễn Hữu Thiện đang rất vui mừng, đang rất là hạnh phúc ở bên Thiên Chúa của tình yêu, và chúng ta tin rằng ông sẽ phù hộ lại cho những người Việt Nam ở trong và ngoài nước đang phải tranh cho tự do dân chủ, và cũng sẽ chia sẻ những cái sự khó khăn của những người đấu tranh dân chủ đang trong cảnh tù đầy ở trên nước Việt Nam chúng ta. Và đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ, những ký ức, những kỷ niệm tôi về nhà thơ Nguyễn Hữu Thiện xin cho những người khác. Riêng luật sư Lê Thị Công Nhân đã chia sẻ kỷ niệm về nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Và xin chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay tôi thực sự là rất là xúc động và cũng bất ngờ, bởi vì như chúng ta đều biết là quãng thời gian mà gần đây thì bác sống tương đối là ẩn dật và cũng khó liên lạc với bác, và cũng không nhiều người biết được cái tình hình sức khỏe và bệnh tật của bác. Thì tôi đã được biết đến tên tuổi của bác và những vần thơ của bác từ rất lâu, lâu lắm. Cái hồi đấy tôi nhớ là tôi chỉ mới học cấp 1 thôi. Nhưng mà thực sự đến ngày hôm nay tôi mới biết bài thơ đấy là của bác Thiện. Và tôi thấy rằng là có một điều rất thú vị. Thì Đài Việt Nam Sydney Radio họ có phỏng vấn tôi, và sau đấy thì họ có cho phát một cái bài hát phổ bài thơ của bác. Thì khi tôi nghe bài thơ đấy thì tôi mới giật mình, tôi nói hóa ra là mình đã biết bài thơ này mấy chục năm nay, ở trong nước rất nhiều người biết nhưng mà không biết đó là bài thơ của bác Nguyễn Chí Thiện, không biết tác giả là ai. Đó chính là cái bài thơ có ý là tôi vẫn chưa kịp học thuộc lòng, nhưng tôi nhớ đại ý khá là chính xác là từ vượn trở thành người mất mấy triệu năm, nhưng mà từ người xuống vượn thì chỉ mất có 3 năm, thậm chí là 3 hôm. Bài thơ thực sự là vừa có một cái ý nghĩa tố cáo lên án cái sự đàn áp, cái chế độ rất là phi nhân của những cái nhà nước cộng sản đối với con người, và nó cũng có một cái chất vừa là hài hước vừa là trào phúng mà rất là đặc biệt. Nhiều người trong chúng ta cũng có thể nghĩ ra được cái điều đó, nhưng mà để viết ra thành những cái vần thơ thì quả thực là cần đến những người rất là tài năng và có một cái trái tim như là bác Nguyễn Chí Thiện. Và sau cùng là tâm tư của nhà thơ tù nhân lương tâm Trần Đức Thạch từ Nghệ An. Thật là xúc động khi được tin nhà thơ ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện đã giã biệt chúng ta. Hôm trước tôi có nhận được tin nhắn của anh Long, và tôi cũng cố để ý để tìm xem cái tiểu sử của anh Nguyễn Chí Thiện như thế nào. Thì thấy quả thật là cả cuộc đời của anh đã dấn thân và đã cống hiến cho đất nước và dân tộc. Tôi nghĩ rằng trong giờ phút chúng ta chia tay anh, giã từ anh thì
tôi cũng nghĩ rằng anh Nguyễn Chí Thiện đã trở thành một cái gì đó để thôi thúc các thế hệ trẻ cũng như những người như chúng ta sẽ nhận ra có trách nhiệm của mình hơn nữa trong công cuộc đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Phải nói là nghe cái tiểu sử và nghe quá trình làm việc sáng tạo của anh Nguyễn Chí Thiện, tôi hết sức khâm phục. Bởi vì thực ra mà nói thì ở trong tù người ta bảo người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nhưng người làm văn học nghệ thuật ấy, thì nó đòi hỏi cảm xúc, mà ở trong tù thì làm sao mà có cảm xúc được. Nhưng mà phải nói là anh rất lạc quan, anh rất tin tưởng vào cái lý tưởng của mình. Và anh đã làm việc, cũng là người làm thơ, nhưng tôi rất phục anh Nguyễn Chí Thiện là anh đã viết được những câu thơ rất là mềm mại, rất là tuyệt vời trong một cái hoàn cảnh mà không thể làm được thơ như vậy. Thế thì ở đây thì tôi chỉ muốn tỏ lòng kính trọng anh và sẽ noi gương anh, sẽ nguyện đem hết cuộc đời khả năng của mình để đóng góp vào sự nghiệp chung bằng cái sự góp phần nhỏ bé của mình. Cũng nhân đây tôi cũng xin đọc một bài thơ tôi viết ở trong ngục, nhưng có lẽ tâm trạng này cũng là tâm trạng của anh Nguyễn Chí Thiện. Nhưng mà thơ tôi thì không hay được bằng anh Nguyễn Chí Thiện, đó là bài thơ Xin Lỗi. Câu thơ viết trong ngục nhọc nhằn, quằn quại từ nguội đau nhân thế, không lung linh cũng không tươi trẻ, trái tim nhiệt huyết sục sôi, phận uất chất chứa hồn tôi như khối nổ bắn ra luồng đạn chữ. Tôi không biết thơ tình được nữa, dẫu yêu em da diết nhớ em, tơ thôi thành bão tố ngày đêm, vần vũ xua bể đầy tăm tối. Người yêu ơi ngàn lần xin lỗi, sẽ có ngày thơ tôi hát tình ca, ấy là khi dân chủ tự do trên đất nước mình đơm hoa kết trái. Và trước cái sự ra đi của anh Nguyễn Chí Thiện, khi được tin thì ở trong tôi cũng có một cái, tôi viết nhanh hai câu thơ lục bát để nói lên tình cảm của mình. Bởi vì tôi nghĩ là anh Nguyễn Chí Thiện đi, nhưng mà công cuộc đấu tranh của chúng ta vẫn đang còn, những ước mơ của anh Thiện vẫn đang còn lung linh đấy. Thì tôi có viết hai câu thơ để tiện biệt anh như thế này: nghiêng mình tiện biệt người thơ, lung linh còn đó ước mơ cuộc đời. Cảm ơn mọi người là đang nghe.